Nikola Tesla, cuộc chiến dòng điện. Câu chuyện kể về cuộc chiến dòng điện giữa Nikola Tesla và Edison như sau. Edison nhìn cậu thanh niên cao lòng khỏng, mặc chiếc áo rõ ràng không cùng bộ với cái quần, nét mặt vẫn chưa hết lộ vẻ mệt mỏi đang ngồi trước mặt mình. Tuy rõ ràng đói rách nhưng không hề có vẻ rụt rè của một kẻ mới đặt chân lên đất Mỹ. Cậu Nikola Tesla có biết nói tiếng Anh không? Sao lại ra nông nỗi này? Thưa ngài, tôi đã bị đánh, bị cướp, bị vứt xuống khỏi thuyền tàu biển từ châu Âu sang đây cùng với vài hành khách. Tuy vậy, tôi vẫn giữ được bức thư giới thiệu tới ngài. Xin ngài nhận lấy. Tiếng Anh của cậu cũng tạm đấy, ít nhất là tôi hiểu cậu. Thế cậu có tiền không? Có người thân thích không? Và định làm gì ở Mỹ? Edison nhận lấy bức thư và ông đã biết nội dung. Nhưng trong thư cũng như trao đổi trước đây, Charles Batchelor, giám đốc chi nhánh lục địa châu Âu của Edison đã bảo tuyệt đối không được để chàng trai này sang Nga. Thưa ông Edison, ông sẽ còn biết ơn tôi vì đã khuyên được cậu ta tới vài ngày sau rất nhiều giờ thuyết phục. Tôi được biết hai người vĩ đại. Người đầu tiên tất nhiên là ngài, nhưng người thứ hai không thể ai khác, chính là anh ta đấy ạ. Nhìn bộ dạng chàng trai, Edison chợt nhớ tới tuổi trẻ thất học phải đi bán hoa quả giúp mẹ, rồi bán báo trên tàu. Tôi còn đúng 4 xu, không người thân thích. Nhưng ngài tuyệt đối không phải lo cho tôi. Hãy cho tôi công việc và cho tôi kiếm tiền. Tôi đã được nghe như vậy về nước Mỹ. Edison thấy nhẹ cả người, vốn tính chặt chẽ. Ông đã chả hề có ý định phải cưu mang bất cứ kẻ di dân nào từ cựu lục địa. Tuy vậy, khẩu khí của chàng trai cũng làm ông giật mình. Thế anh đã biết làm gì rồi? Và ở công ty của tôi, cậu có ý định gì không? Tôi rất biết hoạt động của công ty ngài vì đã làm việc với chi nhánh châu Âu của ngài và họ còn nợ tôi số tiền 25.000 đô la. Nhưng tôi không đến để đòi số tiền đó. Tôi đến để được làm việc với những động cơ, máy phát điện một chiều của ngài và hy vọng sẽ hoàn thiện được chúng. Thật là cao ngạo. Đầu tiên cứ cố hoàn thiện tiếng Anh của cậu đi. Tuy vậy, ai biết được, năm nay là năm 1884, còn năm 1868 ta đến thành phố này cũng chỉ có 2 bàn tay trắng. Và sau mấy năm ta đã bán được phát minh máy điện báo với giá 10.000 đô la đấy. Nhưng hãy bắt đầu từ vị trí thợ máy thấp nhất đã nhé. Sau đó một năm, cũng tại công ty Edison Machine Works, hai người đàn ông lại ngồi với nhau. Edison hỏi, sao anh không ở dưới xưởng hay phòng thí nghiệm mà lại lên đây? Thưa ông, tôi đã hoàn thành mọi việc công việc. Tôi đã vẽ ra 24 loại máy khác nhau theo nguyên tắc của ông, phát minh ra ắc quy mới và tất cả những mẫu mới đó đã được chính ông kiểm chứng. Chúng đều tốt hơn các mẫu đèn cũ. Tôi xin ông cho lĩnh số tiền 5.000 đô la mà ông đã hứa trước kia. Ông nhớ chứ? Tài nhớ, chàng trai tài ba, nhưng phải thú thật với cậu, ta bị nặng tay từ bé, bị khi cứu một điện tín viên khỏi lao vào đầu tàu hỏa. Do đó, tao cũng nghe cậu chật vật lắm, với 2 chữ tiếng Anh kiểu Serbi của cậu, còn cậu mới có hơn 1 năm ở Mỹ, cậu còn chưa hiểu cách nói đùa của dân bản xứ đâu, nhưng một số tiền kha khá thì có thể, hoặc sẽ nâng lương cậu từ 10 đô một tuần lên 18 đô một tuần. Edison nói như đã tập thuộc lòng những câu này rồi. Thưa ngài Edison, tôi không phải xin ngài bất cứ điều gì vì ngài mới là người nợ tôi. Tôi tuy nghèo nhưng làm việc không phải vì tiền. Tất cả những gì tôi làm và sẽ làm là để cho nhân loại, cho một thế giới không có chèn ép, áp bức của kẻ giàu đối với kẻ nghèo. Hơn ai hết, tôi hiểu thế nào là dòng điện, thưa ngài Edison. Tôi có thể dùng điện bửa đôi quả địa cầu, nhưng tôi không bao giờ làm vậy. Mục đích của tôi không phải là tiền,
Những phát minh của tôi chỉ ra những hiện tượng mới, những hiện tượng bản lề của khoa học để cho những nhà khoa học khác làm bàn đạp. Đừng nóng nảy, chàng trai. Anh ở gần ta, anh thấy ta làm việc 19,5 giờ một ngày, không có ngày nghỉ. Chỉ như vậy ta mới thành công như hôm nay. Thiên tài chỉ 1% là hứng khởi, còn lại 99% là đau động khổ sai. Ngài Edison, tôi đã biết sẵn đơn xin thôi việc ở đây, vì biết trước công ty của ngài làm gì có đủ 50.000 tiền mặt để trả cho tôi. Dù sao ngài cũng đã dạy tôi, Nikola Tesla, một số điều có ích. Do đó trước khi ra đi, tôi xin tặng ngài 2 lời khuyên, hy vọng ngài không phiền. Xin cứ thật lòng, chàng trai quả cảm. Edison phấn khởi hẳn, vì với ông ta, chi tiền chính là một cực hình. Ông thà dùng hết số tiền để ném nó vào những phòng thí nghiệm mới, những nghiên cứu mới, không mệt mỏi. Thứ nhất, tôi rất khâm phục khả năng làm việc bền bỉ của ông. Ông có thể làm hàng nghìn thí nghiệm chỉ để tìm ra một phương án ứng dụng mới. Trong khi đó, theo dõi ông và cộng sự, tôi có thể thấy rằng nếu các ông được học hành một cách bài bản hơn chút thôi, thì ít nhất cũng có thể thong thả nghĩ cách thay đổi phương pháp và tiết kiệm ít nhất 30% công sức. Ông không được học tiểu học, nhưng mẹ ông dạy ông và ông đọc rất nhiều sách, đó là cái tốt. Tôi cũng chỉ học một đôi năm đại học rồi bỏ, vì gia cảnh không cho phép, mà đáng ra tôi phải học trường dòng và làm trao cố. Nhưng sau khi ốm liệt giường ở giường 9 tháng, bố tôi cho tôi một số ước nguyện nếu tôi được Chúa cứu mạng. Và điều ước của tôi là được học và được làm kỹ sư. Với khả năng tư duy logic của mình, tôi có thể không làm bất cứ thí nghiệm nào, chỉ tiến hành chúng trong tưởng tượng. Tuy vậy, kết quả hoàn toàn không khác gì với ông làm. Chàng trai, ta không phải không muốn trả tiền, nhưng ta muốn trả em bằng vài tấm cổ phiếu của công ty sản xuất dây tóc thì được. Edison biết rằng mình đang mất đi một cộng sự vô giá, nhưng không nghĩ rằng mình đang nhận lấy một kẻ thôi chuyên kiếp. Hồi trẻ có lúc tôi đánh bạc rất nhiều. Tôi đánh bạc không vì tiền mà để nghiên cứu tâm lý của các con bạc. Thắng thì tôi chia hết cho kẻ thua, còn thua thì tôi vay nợ để chơi tiếp. Và sau khi cả nhà tôi phải khốn đốn để trả nợ thay tôi, thì tôi hứa không bao giờ chơi bạc nữa. Nhưng cũng từ đó tiền với tôi không hề có ý nghĩa lớn lao nào. Tuy ngài đăng ký vào tên mình cả một số phát minh của tôi, nhưng tôi cũng chẳng lấy đó làm điều gì quan ngại, mà lại cho ngài biết một điều vĩ đại nữa. Tương lai không nằm ở dòng điện một chiều mà ngài đang ngày đêm nghiên cứu đâu, mà sẽ là dòng điện xoay chiều. Hả? Tao không muốn nghe về nó. Đã bỏ anh nhiều lần rồi mà. Anh hãy cút đi với cái dòng điện xoay chiều quỷ tha ma bát đấy. Tesla đứng lên, cầm mũ và ra đi. Anh vẫn tay trắng, hoàn tay trắng, nhưng đã biết được thế nào là nước Mỹ. 50.000 khi đó giá trị hơn 1 triệu đô ngày nay. Và đây là khởi đầu của chiến tranh của các dòng điện. War of Currents. Tesla bị vứt ra xã hội, đi vào mương kiếm sống, ăn ngủ được chăng hay chớ. Tuy vậy, đầu óc anh chưa bao giờ thôi nghĩ về các phát minh về dòng điện. Và tài thuyết khách của anh cũng đã cứu anh. Như nhiều lần khác, lại có người bỏ hết tiền đầu tư cho anh lập công ty khác, thuê ngay trên đại lộ 5 cạnh công ty cũ của Edison. Edison tuy không phát minh ra đèn dây tóc, nhưng lại nghĩ ra cách dùng chân không tuyệt đối để đưa đèn dây tóc được dùng đại trà. Còn Tesla nghĩ ra đèn neon, anh đã từng quảng cáo bằng cách thắp sáng cả một khu phố như ban ngày. Thế là từ rất nhiều thành phố, các đơn hàng cứ thi nhau đổ về công ty Tesla Arc Light Company. Người khổng lồ Edison lần đầu tiên thất bại. Và thế là hai tài năng sáng chế phát minh thi đua nhau cho đến khi chết. Thậm chí cả sau khi họ mất đi thì những công trình, ý tưởng của họ vẫn cạnh tranh với nhau, và chính chúng ta lại là những người hưởng lợi.
Edison có tới 1.093 phát minh đăng ký tại Mỹ và hơn 300.000 đăng ký tại nước ngoài, trong đó có một số ít có người đồng phát minh. Tesla có hơn 300 phát minh và đã đăng ký ở Mỹ và nước ngoài. Sau này thậm chí những công trình chưa trọn vẹn, thậm chí mới ở mức ý tưởng mà được chấp nhận đăng ký, họ cũng đăng ký ngay và luôn. Edison đã trở thành một nhà sản xuất tầm cỡ ở nước Mỹ, bạn là Henry Ford, sau ngày thống nhất tất cả các công ty con thành General Electric lừng danh. Tesla ngay từ năm 1888 đã bán 25 phát minh của mình với giá đổ đồng 1 triệu đô, nghĩa là hơn 20 triệu đô ngày nay. Tuy vậy, ông đổ khá nhiều tiền vào phòng thí nghiệm tối tân và đám cháy năm 1895 đã tiêu hủy hoàn toàn phòng thí nghiệm của ông. Ông chỉ còn tất cả ở trong đầu và có thể dựng lại bất cứ thí nghiệm nào của mình theo trí nhớ. Công ty của Tesla đã thắng thầu cung cấp giải pháp cho thủy điện thác Niagara. Chủ đầu đành nhường cho công ty Edison là một đoạn đường di chuyển tải điện từ nhà máy đó. Rất nhiều sáng chế của họ vẫn còn được chúng ta sử dụng. Edison có microphone, loa và ống nghe của điện thoại cùng với từ hello, cửa miệng, chúng cũng là do ông đưa ra. Rồi pin metakali, Tesla có phương án sạc pin không cần bộ sạc mà mới mấy năm nay, những điện thoại di động hiện đại mới nhất bắt đầu áp dụng. Edison có đèn dây tóc thì Tesla có đèn hình quang. Edison sản xuất ra máy quay đĩa, máy chiếu phim, máy ghi âm thì Tesla phát minh ra radio độc lập với những người khác và là người đầu tiên, tuy vậy không được công nhận, đồng hồ điện, tuabin hơi nước, ô tô điện. Vì không có học hành bài bản, Edison chỉ tập trung tìm kiếm phát minh cho những nhu cầu ngay và luôn, dựa vào linh cảm tuyệt vời của mình cũng như sự kiên trì không mệt mỏi. Tesla ngoài linh cảm tuyệt vời ra còn có logic để tìm hiểu được nguyên nhân lý thuyết của sự việc. Do đó, ông tìm ra hiện tượng từ trường xoay và tên ông được đặt cho đơn vị đo từ trường. Năm 1915, báo chí đồn ầm lên là hai ông được đề nghị chung nhau một giải thưởng Nobel vật lý. Thế là cả hai lập tức lên tiếng cự tuyệt để không phải dính dáng gì đến nhau. Thực chất sau này mới biết chỉ có Edison được đề cử nhưng không được giải, còn Tesla được đề cử giải Nobel năm 1937. Năm 1917, Tesla được trao huy chương Thomas Edison mặc cho ông kịch liệt phản đối. Chiến tranh của các dòng điện được Edison tiến hành một cách quyết liệt nhất. Không tiếc lý do gì, ông không đưa ra để bôi đen Tesla. Edison cố chứng minh rằng dòng điện xoay chiều nguy hiểm hơn cho con người mà không chịu hiểu cho rằng với hiệu điện thế cao thì nguy cơ gần như nhau thôi. Thậm chí sau khi thua ở mấy phiên tòa, ông còn dùng điện xoay chiều giật chết một con voi trong vườn bách thú, chụp ảnh đăng lên để làm chứng cho sự nguy hiểm đó. Trong khi đó, ghế điện cũng được phát minh của Edison, cũng vẫn dùng dòng điện một chiều. Điểm yếu nhất của dòng điện một chiều là khả năng truyền tải điện năng lượng kém. Khi Edison truyền tải điện được xa nhất là 1,5 km thì Tesla dễ dàng truyền tải với những khoảng cách 50 km. Hiệu điện thế cho dòng một chiều phải gần như dòng điện sử dụng, gây lãng phí rất lớn và dây điện và trạm truyền tiếp nhỏ. Cuộc chiến này còn kéo dài khi các nhân vật chính đã sang thế giới bên kia và chỉ coi như chính thức kết thúc vào năm 2007, nghĩa là cách đây 10 năm, tức là hơn 100 năm sau khi thành phố New York chuyển từ dòng điện một chiều sang tất cả đều dùng dòng điện xoay chiều. Tuy vậy, hai thiên tài của chúng ta có những cái khá giống nhau, họ khá lập dị. Edison như nhiều người đã biết, tỏ tình với vợ tương lai trong vòng chưa đầy 5 phút, còn Tesla thậm chí chẳng bao giờ cưới có vợ con. Ông khoe rằng sự chính trắng giúp ông giữ được
cái suy nghĩ mạch lạc trong khoa học, Tesla luôn đếm bước chân của những con người xung quanh, tính nhẩm thể tích của bát đĩa cốc chén, nếu không thì ông ăn uống mất ngon, do đó ông phải ngồi ăn một mình, chứ không thể ngồi ăn chỗ đông người. Bạn của họ là những ông trùm nước Mỹ như Henry Ford, J.P. Morgan, họ đều tin vào sự sống của linh hồn. Sau cái chết, cuối đời Tesla chay trường, còn Edison thậm chí chỉ uống sữa. Tự hào rằng chưa bao giờ phát minh ra vũ khí, Edison đã xoáy Tesla. Mặc dù Tesla là người rất yêu hòa bình, nhưng ông dính vào vũ khí laser và cách thức chuyển năng lượng trên khoảng cách lớn. Chỉ còn một bước nữa sẽ dẫn đến vũ khí hủy diệt, hay chí ít bọn khủng bố có thể đánh cắp được những cái dòng năng lượng khổng lồ. Đồn đại vẫn chưa thôi, dòng quân đội Mỹ cho đến nay vẫn đang thí nghiệm một số vũ khí được chế tạo dựa theo ý tưởng của Tesla. Thực ra cả hai thiên tài này không được học hành đến nơi đến chốn, cho nên cách họ nghiên cứu phát minh cũng rất khác với các giáo sư tiến sĩ của ta bây giờ. Đấy là điểm yếu của cả hai. Mặc dù Tesla chê Edison, nhưng bản thân ông cũng bị hạn chế y như vậy. Đáng tiếc vì họ không có những lý thuyết như Newton, Faraday, Hertz như Edison từng thú nhận. Tuy vậy, nhân vật lại được bù đắp bằng vô số phát minh có thể đưa ngay vào thực tiễn. Tesla là người nổi tiếng với những màn biểu diễn tạo ra sấm chớp sét nhân tạo. Về quảng bá, ông là bậc thầy của Edison. Tuy vậy, ông không thể làm việc tập thể được, nên suốt đời ông chỉ là con sói đơn độc. Họ rất nổi tiếng ở Mỹ và toàn thế giới. Về họ, khả năng khá nhiều phim Hollywood đã quay, Tesla còn nổi tiếng hơn trong thế giới game và đồ chơi của trẻ em với hình tượng người tạo ra sấm sét. Thậm chí UFO hay thiên thạch Tunguski rơi xuống Siberia cũng bị người đời đổ cho là Tesla bắt tay với người Nga làm thí nghiệm vũ khí từ trường. Họ sống khá thọ. Edison mất khi nắm tay vợ và bảo ở ngoài kia đẹp quá. Tesla chết âm thầm một mình trong khách sạn ở New York khi vợ tổng thống Roosevelt nghe tin ông ốm nặng muốn tới thăm. Đồ đạc của ông hãy còn gửi ở một loạt các khách sạn khác nhau, nghe đồn thì FBI thu lại hết. Còn đây thì không phải chuyện đồn thổi. Năm 2007, bảo tàng về Nikola Tesla ở Serbia kêu gọi các nhà khoa học thế giới nghiên cứu những công trình dang dở của ông đã bỏ lại, gồm 60.000 trang tài liệu, ít nhất thì cũng những nghiên cứu về truyền năng lượng cho một khoảng cách xa bất kỳ đang trở thành hiện thực. Năm 2014, thành viên đảng bảo thủ và nhà kinh doanh Glenn Beck đang dựng bộ phim vạch trần con người xấu Edison. Trong phim đó có nói rất nhiều về nhân vật Tesla, người phát minh của thế kỷ 20. Mối quan hệ bất hòa của Tesla và Edison liệu có thật hay chỉ là hư khấu? Từ trước đến nay, Thomas Edison không chỉ được chúng ta biết đến như một nhà phát minh lỗi lạc mà còn là một kẻ phản diện đứng đằng sau những câu chuyện về cuộc đời của Nikola Tesla. Nhưng liệu điều đó có đúng sự thật hay không? Hay đây chỉ là những điều mà các nhà văn cường điệu hóa lên để tăng phần hấp dẫn cho những câu chuyện về nhà khoa học lỗi lạc này? Hình tượng nhà bác học điên, một thiên tài lập dị, đã từ rất lâu không còn là của riêng Albert Einstein nữa. Trong suốt hơn hai thập kỷ vừa qua, những chú ý của công chúng đối với Nikola Tesla đã thêu dệt nên rất nhiều chuyện về cuộc đời của nhà bác học vĩ đại này. Trong các bộ phim câu chuyện về cuộc đời của Tesla, ông được coi là một người hùng vô danh với những thành tựu không được nhân loại ghi nhận hết. Đóng vai phản diện trong những câu chuyện là Thomas Edison, kẻ luôn muốn tìm mọi cách để cản trở Tesla thăng tiến, cũng như cố gắng cướp công của ông mỗi khi có thể. Tuy nhiên thì những tài liệu thực tế ghi chép về Tesla lại có rất nhiều điểm khác biệt. Thành tựu mà Nikola đạt được luôn ghi nhận đầy đủ, thậm chí ông là người rất
được tôn trọng trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Năm 1896, bà Tước Kelvin đã tuyên bố rằng những công hiến của Nikola Tesla đối với khoa học điện vĩ đại đến mức từ trước đến nay chưa có ai có thể sánh bằng. Và một trong những giải thưởng danh giá nhất được trao cho Tesla chính là huân chương Edison, thứ mà Thomas Edison nếu muốn có thể dễ dàng can thiệp và cản trở, do rất nhiều người trong hội đồng trao giải là bạn tốt của ông. Ngày 18 tháng 5 năm 1917, Học viện Kỹ sư Điện Mỹ, nay được biết tới là I3E, trao cho Nikola Tesla huân chương Edison. Hôm đó cũng là tròn 29 năm ngày Tesla được cấp bằng sáng chế cho máy phát minh vĩ đại nhất của mình, động cơ điện sử dụng hệ thống điện nhiều pha. Trước đó, tính đến ngày 1 tháng 5 năm 1888, Tesla đã nhận được rất nhiều giải thưởng liên quan đến các bằng sáng chế trong lĩnh vực động cơ điện, cũng như hệ thống điện nhiều pha. Những phát minh của Tesla sau đó được Westinghouse Electric đưa vào sử dụng. Do Edison từ chối cộng tác với ông, và chính nhờ hệ thống điện xoay chiều mà Westinghouse đã chiến thắng trong cuộc chiến dòng điện trước đối thủ là Edison và General Electric. Đó là một cuộc chiến khó khăn cả về công nghệ, quảng cáo cũng như pháp lý, khi mà Edison đánh trực tiếp vào tâm lý sợ hãi điện giật của mọi người. Thậm chí Edison còn tiến hành giật điện các loài động vật trước đám đông để chứng tỏ sự nguy hiểm của dòng điện xoay chiều. Vào lúc đó, Thomas Edison coi Tesla, nhà thơ trong giới khoa học với những ý tưởng vĩ đại, nhưng hoàn toàn chỉ là chuyện viển vông. Sự kính trọng của Tesla. Đến năm 1917, tất cả những bất đồng trước đây của Tesla và Edison gần như bị xóa bỏ. Huân chương Edison ghi nhận công đóng góp vĩ đại của Tesla khi những phát minh của ông được sử dụng để thắp sáng các thành phố cũng như trở thành phương tiện biến điện năng thành cơ năng. Trong bài diễn văn vào đêm huân chương nhận huân chương, Bernard Bedren có nói thêm: nếu như chúng ta loại bỏ đi những đóng góp của ngài Tesla thì bánh xe công nghiệp sẽ ngừng quay, xe cộ sẽ ngừng chạy và những thị trấn sẽ mãi chìm trong bóng tối. Nikola Tesla hôm đó cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với giải thưởng và dành nhiều lời để nói về Edison, khen ngợi quan điểm thực tiễn của ông. Khi mới bắt đầu đặt chân lên đất Mỹ, tôi đã gặp được Edison và những gì tôi thấy được đều rất vĩ đại. Tôi nhìn thấy ở ông một con người phi thường, dù không được đào tạo bài bản nhưng lại có thể tự làm được nhiều thứ. Khi đó tôi cảm thấy rất xấu hổ bởi đã lãng phí rất nhiều thời gian, như các vị biết đấy. Sau đó tôi học thêm cả tá ngoại ngữ và chìm đắm trong văn chương trong suốt một thời gian dài, đọc ngẫu nhiên những cuốn sách mà mình kiếm được. Tesla lại hồi tưởng về năm đầu tiên của mình ở Mỹ khi còn đang làm thuê cho Edison như vậy. Tuy nhiên, Tesla cũng nhấn mạnh rằng sự kiên trì và chịu khó là những điểm duy nhất mà ông có chung với Edison. Tôi không cần đến các mẫu vật, bản vẽ hay thí nghiệm. Tôi có thể tự thực hiện tất cả những thứ đó trong đầu. Cách thức mà tôi tạo ra những ý tưởng, những phát minh mới hoàn toàn đối lập với phương pháp lặp đi lặp lại các thí nghiệm một cách liên tục, không ngừng nghỉ của Thomas Edison. Đến những lời chê trách, năm 1931, Thomas Edison qua đời. Ngay ngày hôm sau, trên tạp chí New York Times cho đăng tải những lời Nikola Tesla như sau: nếu phải tìm kiếm cây kim giữa một đống rơm, thay vì dừng lại suy nghĩ xem mình cần phải lục lọi ở đâu, Edison đã chăm chăm nhặt từng cọng rơm một một như một con ong cần mẫn. Xét toàn thể thì cách thức mà ông ấy làm việc không hề hiệu quả một chút nào. Tôi cảm thấy thật buồn khi phải chứng kiến điều đó, bởi tôi biết chỉ cần bỏ công tính toán một chút thôi, Edison sẽ bớt đi được tới 90% khối lượng công việc cần làm. Vậy mới thấy những gì mà Edison đạt được giống như một phép màu vậy, gần như sẽ không thể tìm
được người nào khác đạt được thành công theo phương pháp của Edison, và ông ta sẽ mãi mãi là hình tượng có 102 trong lịch sử, Tesla bổ sung thêm trong bài báo. Trên thực tế, Nikola Tesla rất hay đưa ra những lời chỉ trích đối với nhân vật nổi tiếng trong giới khoa học, trong khi bản thân ông thường xuyên được người đời ca tụng, tạp chí Time đã dành trang nhất của mình cho một bài báo ca ngợi Tesla lúc này đã 75 tuổi trong số báo ngày 20 tháng 7 năm 1931 với lời dẫn cả thế giới là nhà máy điện của Tesla. Bản thân Albert Einstein cũng gửi lời chúc mừng cho Tesla vào ngày sinh nhật thứ 75 của ông. Ông là người tiên phong mở ra con đường cho vương quốc điện tần số cao. Tôi gửi lời chúc mừng đến ông vì những công hiến vĩ đại của ông trong cuộc đời nghiên cứu khoa học. Về phía Tesla, ông chưa bao giờ nhận sự tồn tại của vật lý lượng tử cũng như lý thuyết tương đối. Thuyết tương đối của Einstein giống như một bộ quần áo lòe loẹt mê hoặc người khác, khiến họ bỏ qua hết những lỗi cơ bản trong tư duy. Học thuyết này không khác gì một gã ăn mày khoác lên mình một bộ đồ đắt tiền và tự nhận mình là vua trước mặt những kẻ dốt nát. Những người nghiên cứu học thuyết này đều là những người tài năng, nhưng họ giống như kẻ nghiên cứu thuyết siêu hình hơn là nhà khoa học. Nikola Tesla thẳng thừng tuyên bố như vậy trên tạp chí New York Times vào năm 1935. Ông cũng phản bác lại khái niệm nhị nguyên sóng hạt, thậm chí còn nói với báo giới rằng ông sẽ khiến cho dòng điện chạy nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Tesla dành những năm tháng cuối cùng của cuộc đời mình cho việc nghiên cứu một thứ vũ khí có thể đem tới hòa bình thế giới, mà theo như ông gọi là tên là tia chết. Chàng trai đã từng khiến cả xã hội New York phải kinh ngạc vào cuối thế kỷ 19, nay trở thành một ông lão lập dị với điều kiện tài chính eo hẹp, sống cuộc sống đơn độc. Thú tiêu khiển của ông lúc này là mang thức ăn tới những chú bồ câu trên đường phố Big Apple. Năm 1943, Nikola Tesla qua đời, hưởng thọ 86 tuổi. Cuối tự truyện đầu tiên Tesla được John Olney, một nhà báo thân cận của Tesla trong những năm tháng cuối đời, xuất bản năm 1944 với tiêu đề Thiên tài hào phóng, cuộc đời của Nikola Tesla, và chính cuốn sách này xây dựng hình tượng Thomas Edison như một nhân vật phản diện, bắt đầu từ những bất đồng khi Tesla vẫn còn làm việc ở cho Edison. Tesla kể với Olney rằng Edison chưa từng hứa sẽ thưởng cho ông 50.000 nếu như ông có thể cải tiến những cỗ máy hoạt động kém hiệu quả, và khi thành công, Edison không những không trả tiền mà thậm chí còn nhạ báng ông. Tuy nhiên, với những nhà sử học như Gilles Jones, tác giả của cuốn sách Đế chế ánh sáng, chuyện Edison hứa một khoản tiền khổng lồ như vậy cho một nhân vật mới như Tesla là điều rất khó xảy ra. Nên nhớ, số tiền 50.000 đô la tương đương với toàn bộ số vốn ban đầu của công ty và bằng 53 năm thu nhập của Nikola Tesla. Nhưng dù sao đi nữa, chính bởi những bất đồng trong quan điểm cũng như phương pháp làm việc mà Tesla đã nghỉ việc chỉ sau chưa đầy một năm và tự mình lập ra công ty riêng vào năm 1885 để nghiên cứu về dòng điện xoay chiều. Và những dị bản trên sách vở, Tesla chưa bao giờ quên đi những bất đồng của mình với Edison. Trong cuốn tự truyện đầu tiên về Tesla, Olney có kể rằng Nikola Tesla vốn không có ý định đi nhận huân chương Edison, thay vào đó ông đi cho những chú chim bồ câu ăn, Aman, Begnara, Berend, tìm thấy Tesla trên phố tối hôm ấy với hai chú chim bồ câu làm vương miện trên đầu, cùng cả tá bồ câu trên cánh tay và vai. Trước mặt ông là hàng trăm chú chim bồ câu khác, trông giống như một tấm thảm sống trên mặt đất vậy. Rồi sau đó Tesla mới chịu quay lại buổi lễ trao huân chương cùng với một bài diễn văn cảm ơn rất dài do chính ông tự biên tự diễn. Những phần diễn văn mà Tesla ca tụng Edison thì tuyệt nhiên không được nhắc đến trong cuốn tự truyện. Mãi sau này chúng ta mới biết được rằng thực ra bài diễn văn của Nikola Tesla đã được lưu giữ và công bố đầy đủ trong cuốn tạp chí Electrical Review and Western Electrician.
Do đó, chính cuốn sách Thiên tài hào phóng, cuộc đời của Nikola Tesla là khởi nguồn của những câu chuyện mà trong đó Edison và Tesla là kẻ thù không đội trời chung. Các câu chuyện về Tesla được các tác giả viết sau này đa phần đều lấy cảm hứng từ cuốn sách của John Olney, với một gã Edison mưu mô quỷ quyệt đứng trong bóng tối. Trên thực tế, điều này làm tăng sức dẫm cho những câu chuyện về cuộc đời của Tesla hơn rất nhiều. Nhưng sau tất cả những ghi chép lịch sử về những gì thực sự diễn ra, có lẽ chúng ta không cần đến một nhân vật phản diện để có thể làm nổi bật hơn những đóng góp vĩ đại của Nikola Tesla đối với nhân loại.